Và hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lượm ba trái quỷ nha bạn. Nhưng mà là ba trái quỷ bên game này và ba trái quỷ bên game King Beast nha bạn. Coi nhân phẩm của mình coi hên hay xui ha. Rồi. Rồi nếu các bạn thấy hay clip này á thì nhớ bấm nút subscriber. Đó, cái gì vậy? Quên. Đó, nút subscribe và nhấn cái chuông kế bên để nhận thông báo mỗi khi mình ra clip mới ha. Nhớ bấm like và share nữa. Rồi. Nhớ ủng hộ nha bạn. Rồi, tìm thôi. Để coi ra trái gì đây. Các bạn thấy cái mic mình to hơn chưa? Tại mình chỉnh mic to rồi nha các bạn. Nhưng mà tại vì thì mình đã nói đó, mình chỉnh nó nhỏ lại các bạn, mình kéo cái cây lọc âm á để nó lọc hết tất cả các âm thanh ở ngoài á, tạp âm mấy bạn, như dụ tiếng tivi hay tiếng chó hay tiếng mèo kêu gì đó thì nó sẽ lọc ra hết. Thì cái tiếng mình nói sẽ rất là nhỏ ha, còn nếu mình kéo cái cây lên á thì tiếng mình sẽ rất là to, nhưng mà nó sẽ thu kiểu bánh giò nó lan ngoài đường, nó cũng cũng thu vô luôn các bạn, khổ lắm. Bánh giò nó lan rồi bla 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 nữa đó, trứng cuốn hột vịt lộn gì đó, bắp xào đây đó. Ở đây không có hả bạn ơi, kiếm chỗ khác, kiếm chỗ khác thôi. Rồi zombie không có mồm, giờ qua đảo mới luôn đó. Vô 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 vô. Trời ơi, anh chủ tịch sáng nay mới khoe lượm được trái OB nữa, không thể tính được luôn á ta. Làm sao mà có thể được chứ. Mình lượm cao nhất là Mochi là gần 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 mắc nhất rồi đó bạn. Đó. Mà ra OB rồi mình mới lượm được Mochi. Giờ lượm Mochi nè, giờ lượm OB nè, lượm hoài không ra nè. Chán thiệt. Coi trong mày có không? Không có luôn. À không có. Ok. Thì đi qua bên này. Đó. Các bạn muốn tìm thì cứ đi vòng vòng dưới gốc cây là tìm ra thôi các bạn ơi. Dễ lắm. Rồi không cần phải tìm nhớ mấy cái chỗ đâu, có khi mấy cái chỗ nó không ra, nó lại ra một cái chỗ khác ngoài cái chỗ bạn nhớ nữa nên khó lắm. Rồi, chỗ này không có luôn. Oh my. Chuối. Rồi, ở đây không có luôn. Hên là mình đi ăn ăn trái ơi, cái gì đây vậy? Hết hồn, mình thấy cái chấm chấm gì bên này. Hoa mắt à. Giật cả mình. Đó. Rumble đi cũng lẹ các bạn. BK ngon. Rumble BK ngon nha. Với lẹ nữa. Dịch chuyển liên tục luôn. Nên mình rất thích trái Rumble hả bạn, trái điện. Chúa trời mà ai không thích. Trời ơi. Nghĩ sao sức mạnh của chúa mà. Sức mạnh phải gọi là của Chúa trời luôn mấy bạn. Sức mạnh phải gọi hiển nhiên luôn á. Được cho được xem là sức mạnh của Kami mà. Chúa trời. God. Rồi ở đây không có luôn. Cà phê này tìm chưa ta? Cà phê. Cà phê, cà phê, cà phê. Trong này có không? Không có luôn. Chán thế nhờ. Rồi không có luôn. Gì có Rimbit nè, Usopp, rau đen. Với cái đảo tuyết, mà cái đảo tuyết mình không chưa giờ tìm ra luôn các bạn. Nên mình bỏ qua cái đảo đi. Chừng nào không có mấy đảo này thì chắc chắn sẽ ra đảo đó thôi chứ. Mấy chỗ này à, thì như không chưa giờ thấy nữa các bạn, cái chỗ này nè. Ở chỗ này mình nhớ là Mochi nè. Coi ra nữa không? Ra không? Rồi không ra các bạn ơi, không thấy gì luôn. Bạn chỉ cần nhìn thấy từ xa nó chấm một phát là thấy liền. Go. Nhân phẩm mình phải gọi là tuyệt đỉnh với ta, hôm bữa là hai hai trái trên 1 triệu luôn, với một trái cùi sida thôi, là do đánh nhà máy chứ không do mình lụm với bạn. Là có khi mình đánh nhà máy cùi hơn là lụm á, tại số mình lụm hơn hơn. Rồi. Go. Đừng nó đang đi gặp vô biển nữa thôi á. Trời đang sáng đó, mấy bạn nói trời sáng mới có view biển mà. Để coi có không. Hơi xa quá. Tiến lên, tiến lên. Rồi. Có không? Nó chỉ có nằm bên cây thôi nè mấy bạn. Mà cây này không có thôi hết. Không, chỗ này cũng có thôi hết. Nó chỉ nằm ngay cái góc bên cây này thôi. Cái gì á? Mới thấy cái gì đó không ta?
hay do mình hoa mắt nữa ta. Đấy, rau đen thôi. Go. Trời ơi là trời. Không biết mấy bạn cũng hay thắc mắc sao chừng nào update 10 vậy, update 11 chứ. Trời ơi, mình nhắc bao nhiêu lần rồi. Mình đâu phải là admin đúng không? Mình chỉ coi từ cái clip của cái ông gì YouTuber nước ngoài Asiot á. Đó. Thì mình nói lại cho các bạn biết thôi chứ mình có phải YouTube, có phải admin đâu mà các bạn cứ hỏi mình chừng nào update, chừng nào đã cháy này cháy kia sao mình biết trời. Thiệt luôn á. Không thể tin được rồi. Ở đây không có rồi các bạn. What the hell? Đừng nói. Còn Green Beat với lại đạo tuyết này thôi hết rồi đó. Chép quỷ gì vậy? Ai ai da. Nó chép quỷ gì vậy? Không thể tin được. Rồi. Không có game pass nên đi tìm hơi khổ hả bạn. Mà có game pass thì tìm nó khá là dễ. Tìm dễ ra chép quỷ hơn. Thì mấy bạn mà nào mà thích kiểu phiêu lưu á bạn, lượm chát quỷ á thì xài game pass sẽ ngon hơn là mua trái dinh dưỡng ha. Đó. Giống mình thích phiêu lưu nên mình thích game pass hơn. Để đi tìm á bạn cho nó đã. Vậy ăn tìm xong nó còn có nhân phẩm nữa đó, nó vui hơn là mua trái dinh dưỡng ha. Trái dinh dưỡng thì thích lấy lúc nào chả được. Nên nó không có đã lắm. Rồi không có luôn. Nhưng mà mấy bạn kiểu mà thích cái trái này á, thích luôn á thì mua thì không không thì bình thường rồi đúng không? Còn chừng nào mà thay vì bạn thích mà bạn mua game pass nó lại khác nha. Ủa xong thấy trái gì vậy? Lỗi game hả? Chơi 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 chơi. Rồi trái quỷ tôi đâu? What the hell? Ủa cái gì vậy? Rồi Green Beat là cuối cùng rồi nha các bạn. What the hell bị gì vậy? Lỗi game à. Còn Green Beat nữa hết rồi. Đây có nhiều đảo đâu mà tìm khổ vậy. Green Beat khó tìm lắm các bạn. Rừng rậm, rừng rú, cây không à. Tìm không thấy hết. Đây không có. Xuất hiện đi, xuất hiện đi. Đâu rồi? Đây có không? Không có luôn. Ủa gì kỳ vậy ta? Đây fail fail rồi nha. Đừng, 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 đừng. Ủa không có thiệt luôn kìa. Vãi thiệt. Ủa sao kỳ vậy? Ủa nãy mình có thấy hay mình đi ngang qua ta? Ủa sao kỳ vậy trời. Lỗi game hả? No. Hơi lỗi game thiệt chứ. Hay do mình đi ngang qua ta mình không thấy luôn á. Thiệt. Sao cái trái quỷ này khó ra vậy? Rồi thì mình sẽ đợi nhà máy nha bạn. Ơi ơi mấy bạn ơi. Mình mới tắt clip xong mình lại đi ra đây thấy nè bạn. Nó nằm đây nè. Không thể tin được luôn á. Tại sao lại nằm đây được? What the hell? Ơi ơi. Ủa chế băng luôn á. Thôi nhưng mà mình vẫn thích Rumble thôi bạn ơi. Hehe. Rồi, vậy là mình tìm ra nha bạn, không có fail đâu, vẫn thành công. Hehe. Rồi, ok, giờ đợi nhà máy thôi. Rồi đây, nhà máy ra rồi nha các bạn. Hehe. Cái trái này trái băng là 350 belly nha bạn. Đó. Để coi lần này coi mình đánh ra cái gì tiếp theo đây. Chưa gì thấy nhân phẩm trái đầu là hơi hơi xui xui đó nha. Đối với mình là phải xem mình là phải từ chơi trái Pika trở lên kìa. Giờ mình làm trái băng cái gì? Mới không biết trái băng lên giá bao nhiêu thôi chứ bây giờ trái băng vẫn là 350 nha bạn. Sida. Đó. Ý chơi kỳ vậy. Nó xài sấm sét rồi chơi đóng lồng. Không thể tin được. Mở lồng đi. À.
Cậu mong trái này ra trái OB coi. OB đi. Để có trái khoe. Đó. Trái mắc nhất từng lụm chứ. Bữa mới lụm được mochi thôi. Đó, cái đó cũng lần đầu tiên mình cầm được trái mochi mà mình tự lụm nha các bạn. Giờ còn trái nào mà chưa từng cầm đâu. Cầm hết rồi. Giờ có trái OB là chưa cầm thôi. Tự lụm nha các bạn. Tất cả mình nói đều là tự lụm đó nha, chứ không phải là chưa giờ được cầm nha. Chưa giờ tự tự lụm mà cầm á. Đó. Trời ơi, mở lẹ lên. Nhanh lên nào. Vô. Sấm sét. Ui, cái trái rumble cái đam ít giật đầu tiên là đam to thế. Đâu lát thử lại coi. To vậy. Nếu mà tính tính vậy là đam nó to hơn chiêu B, chiêu C của rumble luôn các bạn. Chiêu ít này nè. Để tôi coi lại nãy đam nhiêu vậy. Đó. Chiêu hồi sấm sét. Không bạn, biến sấm mà cái đầu mình xù lên luôn phải không? Mà hên không trái đen thôi. Đâu. 1600. Ủa gì kỳ vậy? Không. Cái này cái mặt nó cái này nó tròn ấy bạn, nên không có hưởng hết được cái chiêu á. Phải hưởng hết kìa mới coi đam bao nhiêu. Rồi. Ăn. Xong xong rồi, cố lên. Ủa đâu rồi? Đây đây đây. Ý chơi cái trò gì vậy, cái nhà máy này không thể tin được. 1C là chết luôn nè, 1C ăn luôn nhà máy nè, kịp được không ta? Ăn luôn. Hẹn gặp lại các bạn lát hồi ở clip lần sau nhé bạn. Chẹn. Và cuối cùng. Đây là trái cuối cùng nha các bạn. Đây. Nó đây. Trời ơi. Không thể tin vào mắt mình. Tại sao? Tại sao lại có thể xui như vậy được nha? Không thể tin được luôn á. Rồi. Vậy bên này là mình hoàn thành xong ba trái nha bạn. Vậy một trái 350. Trái này nhiêu ta? 450 hết ta. À 420 á. Trái 420 với trái Sida thề luôn á. Xui dữ ta. Rồi. Vậy mình sẽ qua tựa game kinh bít lụm nha bạn. Và hello xin chào các bạn nha. Và kinh bít giờ sửa lại chơi được lắm nha các bạn, được lắm luôn á. Nè nhảy nè đó, tại trước đó là nó lập gimbal giống cái game Awakening các bạn, cứ lướt lướt lên trước á, nhưng bây giờ hết rồi nè, quy vẫn lướt lại bình thường nè, sửa lại hay lắm nha, sửa lại đẹp luôn á, giờ có vụ đen đen mushi nữa nè, phải chưa? Ơi nhưng mà cái vụ này là tránh qua một bên đi ha, mình không có nói cái vụ này chi vậy. Giờ mình cái vụ là mình kiếm chát quỷ nè đó, ba trái bên lock lấy xui lắm rồi đó đó, bây giờ mình sẽ đi kiếm ba trái bên này nha các bạn. Xui lắm rồi đó, không thể tin được. Rồi dưới gốc cây đúng không? Ờ cái tiếng nhạc của cái trái này không biết có dính bản quyền không nữa. Ghê quá vậy. Ok. Đi thôi. Dưới gốc cây không có. Cây này không có luôn, không có. Cây này không có luôn. Cây này không có luôn. Con quỷ này mà bình thường nhớ nó có mặt cái nó mặc bình thường, bây giờ nó full Naki luôn vậy, ghê vậy, đỉnh gì ta. Rồi giờ tìm bên đảo này nhé bạn, rồi kiếm trái quỷ rồi còn mong ra trái Kaido rồi. Yeah. What the hell, bão cát nữa, ghê vậy, có vụ bão cát nữa kìa. Vãi thiệt. Không biết có rớt với mấy cái cây xương rồng không nữa, sao nhìn khó chịu vậy.
Trời ơi, bảo cái có chuyện gì vậy? Ủa, cái vùng bão cát xa dữ vậy? Vãi thật chứ. Làm đi mò mắt. Ôi, gì may, gì may tàng hình nữa nè. May tàng hình. Vãi thiệt. Lên thẳng đỡ trời luôn. Đỡ trời có không? Dưới gốc cây. Không có luôn. Cây này, ủa đảo trời vậy có phải lính đây hả ta? Nhớ chưa có đâu ta, trước đó hình như có con N à. Rồi con bãi này nữa. Ờ đây không có luôn bạn ơi. Nè Ino nè. Enel. Ờ ok xuống. Đó thì bây giờ qua. Qua chỗ này chỗ gì vậy? Ủa sao đây nhiều đảo quá vậy? Tìm còn cực hơn lúc rút nữa. Vãi thiệt. Nhưng mà game này làm lại cũng đẹp lắm rồi bạn ơi. Đẹp. Trời ơi bên này tuyết nó chưa lạnh quá đi lạnh. Cái bờ cái gì vậy? Cái gì vậy? Bắn súng à? Gì quá trời heo có bắn súng nữa hả? À cái tiếng bước chân. Trời ơi. Đang bay mà không có tiếng bước chân nó chưa đỉnh vậy. Ở đây không có luôn rồi bạn ơi. Tôi tìm chát cực gì chơi. Bọn này đảo gì đây? Rồi qua hải quân trước đi. Hải quân với đảo thường chắc nó dễ ra hơn các bạn ơi. Mấy đảo này tìm hoài không thấy vậy. Chắc ra trái cây đồ nữa coi coi nó sao ơi. Chưa thấy trái cây đô coi. Mình chưa thấy trái cây đô trong này nữa. Rồi đâu rồi. Cái quỷ tìm gì mà cực khổ thế nha. Trước đó tìm đố cực vậy đâu. Trước đó có một hai đảo à. Tìm dễ. Giờ quá trời đảo luôn rồi. Không biết nó xuất hiện ở đảo nào nữa mà. Giờ bay qua đây coi. A Long. A Long bay lum la luôn rồi. Rồi có không vậy? Xuất hiện trái không coi coi. Hay giờ nó xóa cái vụ trái quỷ xuất hiện ta. Con để ý không biết nữa. Thôi không có luôn. Không có đây luôn. Quỷ A Long nè. Ô giờ làm lại đẹp ha. Đất nó có chấm 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 nữa. Ở đây không có luôn. Ủa đảo này đảo gì vậy? Đây này đảo gì vậy? Đây là đảo gì đây? Chết quỷ đâu, chết quỷ đâu? À hay bất ghi. Phải hay bất ghi vậy luôn hả? Ghê thiệt. Rồi không có luôn. Có xuất kỳ vậy? Chát quỷ hiếm dữ vậy trời. Chát quỷ xuất hiện hay là cái ông bán chát quỷ xuất hiện ta? Kiếm ngoài không thấy luôn các bạn ơi. Xuất kỳ vậy trời. Từ từ mình chưa đi hết đảo mà để coi đã. Để đi hết đảo ra. Đây đảo gì đây? À ủa râu trắng nè. Tổng bộ nè, tổng bộ hải quân. Chỗ này là tổng bộ hải quân nè. Chỗ mà đại chiến với râu trắng ở đây. Ồ hô. Đẹp thế. Đây phải có mang lính mặt riêng nè. Rồi, không có luôn. Sốc kỳ vậy trời. Ừ, mình không biết nhìn ra đảo nào là đảo nào luôn á. Hồi nãy mình đọc mình thấy là chết quỷ cứ 30 phút ra một lần mà. Ừ ơi, Sabody. Ừ ơi, không bóng. Làm hay nha. Được. Hợp lý. Thôi không thấy luôn rồi bạn ơi. Kuma.
Bắn không? Rồi không bắn. Tưởng bay nghe nó bắn phát. Cây này không có luôn. Cây này không có luôn. Cây giữa. Sao kỳ vậy chơi? Mình chịu luôn á chơi. Không có rành mấy cái trái quỷ rồi còn không biết lụm đâu nữa. Trời ơi là trời. Giờ mình sẽ dừng khúc này nha bạn, mình tìm ra mình sẽ quay tiếp. Cuối cùng mình đã tìm ra rồi các bạn à. Kìa các bạn thấy không, cái chấm đây nè. Cái chấm trắng là mình nghi biết trái gì rồi gì. Cái đẹp vậy mày, nạp giáp bạn mạng. Các bạn cũng biết trái gì rồi gì. Ó vô mô vô số đẹp của các bạn. Đó. Nhìn mà giờ vừa đi vừa, mà vừa di chuyển vừa giữ xe vừa di chuyển vừa đấm luôn nha các bạn. Cả mình quên tắt Discord đó các bạn. Anh chủ tịch đang nói chuyện quên đó. Rồi nè, giữ nha, thấy không đã không. Giờ mình nghi trái này trái gì lắm rồi. Gì vậy? Gì chết quỷ gì kia vậy? What the hell, chết quỷ gì vậy? Trái gì hình hình gì bừa vậy? Mình nghi trái này quá à, không ăn đâu. Rồi, giờ mình sẽ treo tiếp nha các bạn. Đợi tiếp trái nữa, đợi hai trái nữa thôi. Đây, đây là cái trái thứ hai nha các bạn. Mà mình đã thấy cái trái gì đây nè bạn. À, cái màu này mới gọi là cái màu. Cái màu mình nên tìm nữa mày. Ui. Mà sao cái trái mà giờ nó sửa lại như cái bánh bông lan luôn á. Ui tím luôn nè. Ui. Thiệt xịn hả? Tím nè các bạn. Ui cái trái giờ làm như cái bánh bông lan nha các bạn thấy ngoài. Nó tím tím nè. Ui đã vậy. Ngon. Trái bao bao hình như mình nãy mình coi trong cái shop chứ bán cái quỷ các bạn hình như 350 con Mira mình không nhớ nha. Chị cũng lời các bạn, tại trong game này Mira ngon. Đó, cũng ổn xui lắm nè. Nhưng mà mình đang đợi trái Kaido kìa, biết trái Kaido hình dạng ra sao á. Như hai trái này như bánh bông lan. Rồi mình sẽ đợi tiếp tục cái cuối cùng nha các bạn. Rồi, trời ơi cực khổ quá. Rồi, bây giờ là trái cuối cùng nha. Khổ quá đi à. Rồi mình sẽ đi tìm trái cuối cùng nha các bạn. Nè, các bạn có thể thấy nó chấm ở đây không? À, cái chấm ở đây mình thấy cái chấm này thì cũng quen quen lắm á nha. Chấm gì đây, trái gì đây? Trái mù nâu hả? Rồi biết trái gì luôn rồi. Sao bây giờ nó làm cái trái như cái bánh bông lan, như mắc cười quá à. Ủa xanh lá cây hả? Trắng nè, tím nè, xanh lá cây. Vãi thiệt chứ. Ba màu luôn á. Đẹp thiệt. Rồi. Vậy ơi. Vậy là xong mình lượm xong ba trái bên này nha các bạn. Để mình ăn thử từng trái và trái nào mạnh ha. Bông bao nè. Ủa có chiêu B hả? Gì vậy? What? Này chiêu B là gì vậy? Wow. What the hell be fly? What the hell be fly? Ui. Ui. Ôi. Chứ bao bao mạnh vậy. Ôi. Ôi không đùa nha, chứ bao bao mạnh đó nha. Ôi. Mình mới biết vụ này luôn á. Ôi nổ phát kìa. Trời ơi. Be fly. Bay lên. Vãi mạnh vậy. Wow. À, tới chiêu C lại coi. Ôi. Vãi thiệt. Rồi mình đang trái cát nha bạn. Ô, cát mới nè. E là bay rồi. Z. Yeah. Gì vậy? Thì cát gì vẫn như vậy thôi bạn ơi. Nhưng mà cát xưa thì đẹp hơn ha. Nó nhò mấy cục liên tục về. Về. Ui. Ui. Đẹp vậy. Ờ chứ EZ như vậy. Ui chứ V đẹp vãi luôn á. Thôi giờ mới ra luôn. Không nói nhiều, xài hết chiêu ra. Cái gì vậy?
trò gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa mê ra vẫn vậy hả ta? Thấy có khác gì đâu. Thế có chiêu khác nè, với bao sửa đẹp lắm, mạnh nữa. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa yếu kìa. Ủa sao kỳ vậy ta? Trời. Thôi xong rồi, mới ra kiểu này thôi xong rồi. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi clip này của mình ha. Hẹn gặp lại các bạn những cái clip lần sau của mình nhé. Bye bye.